thúc rồi. Nó yếu quá. Con là tồi thế. Chị yêu kéo. Cái gì mà mạng kết thúc? Đấy, vừa đấy lên nó. Được chưa? Đấy. Chào các chị nha. Hôm nay em sẽ sale nha các chị nha. Sale hết áo phông tum vé nha. Theo các chị nha. Hôm nay sale nha các chị nha. Hôm nay em sẽ sale áo phông váy nha các chị nha. Áo phông váy chân váy tung set bộ đồng giá 50k nha các chị nha. Quần bò hàng hiệu nha các chị nha. Quần bò hàng hiệu 500k sale còn 150k nhá. Cực đẹp cực chất nhá. Các chị nha, cực đẹp cực chất nha. Áo đây các chị nha. Áo nha. Áo hồng nha các chị nha. Áo hồng nha, chị nào lấy áo hồng này thì comment hồng chữ cho em nha. Chị nào lấy áo hồng này comment hồng chữ nha. Quần bò đây các chị nha. Quần bò nha các chị nha. 500k sale còn 150k nha các chị nha. Quần bò nha. Quần bò chuyên bán hàng trong shop các chị nha. Quần bò chuyên bán trong shop các chị nha. Đánh chuẩn size chuẩn chuẩn số luôn nhá. Quần bò chuyên bán hàng trong shop nha. Mặc lên cực chất nha các chị nha. Mặc lên cực chất nhá. Quần bò nhà em là quần chuyên bán trong shop nha các chị, nên lên size số của nó rất là chuẩn các chị nhá. Size số rất là chuẩn nhá. Chị nào lấy quần bò thì comment chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy số cho các chị nha. Chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy số nha các chị nhá. Quần bò nhà em có size từ 24 đến 26 các chị nhá. À quên. 26 đến 28 nhá. Quần bò có size từ 26 đến 28 nha các chị nhá. Các chị comment chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn lấy số cho các chị yêu nhá. Quần bò nha các chị nhá. Sale 500k còn 150k nha các chị nhá. Quần bò hàng hiệu nhá, cực chất nha các chị nhá. Quần bò hàng hiệu cực chất nhá. Quần bò nhà em co giãn nha các chị nhá. Size số đánh cực kỳ chuẩn luôn nhá. Không phải mặc vừa 25 mà mua quần bò hàng chợ 27 cũng vừa đâu các chị nhá. Quần này là hàng bán trong shop lên số người ta đánh rất là chuẩn nha các chị nhá. Chị nào lấy quần bò thì comment chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn sẽ tư vấn lấy số cho các chị nhá. Coi lát tổng cơm mà. Áo đây các chị nhá. 50k một áo nha các chị nhá. 50k một áo nha. Nhà em có shop B nhá. Đơn 200k miễn phí ship nha các chị nhá. Đơn 200k mua qua shop B mới được miễn phí ship nha các chị nhá. Còn ship cút toàn quốc nhá. Áo hồng nha các chị nhá. Áo hồng nha. Chị nào lấy cái hồng này thì comment hồng cho em nhá. Chị nào lấy cái hồng comment hồng cho em nhá. Ai lấy cái áo em đang mặc không ạ? 50k nha các chị nhá. 53 cân đổ lại mặc vừa các chị nhá. Áo em đang mặc có 50k thôi các chị nhá. Đây là hoa nhá. Hoa người ta máy rời rồi nhá các chị nhá. Hoa máy rời nhá. Không phải gật đâu các chị nhá. May rời nhá các chị nhá. Hoa may rời rồi. Rất là đẹp nhá các chị nhá. Không phải hàng thêu các chị nhá. Hoa máy vào nhá. Còn duy nhất một cái màu cam đất các chị nhá. Duy nhất một chiếc màu cam đất nhá. Chị nào lấy cái cam đất này thì comment cam đất cho em nhá. Mờ á chị. Mờ á. Chắc mạng nhà em nó kém chị ơi. Mạng nhà em nó kém đấy chị ơi. Nhưng mà ta tắt bớt cái bà mẹ ông nó đi chơi đi, tắt cái tivi đi mẹ ơi.
Các bạn nhà em kém đấy chị ơi, nhìn mờ á. Em xem nào. Ừ, mờ thế nhở. Màu cam đất nha các chị nhá, màu cam đất này. Màu cam đất nha, chị nào lấy cái cam đất này thì comment cam đất cho em nha các chị nhá. Các chị ơi, mạng nhà em nó sáng nó hơi kém á các chị ạ, à. Mạng nó hơi kém nha. Quần bò 500k sale còn 150k nha các chị nhá. Mặc lên chất ngang nước cấp nha các chị nhá. Các chị nhá, đẹp từng đường kim mũi chỉ nha các chị nhá. Hàng đánh đúng size đúng số nha. Đúng size đúng số nha, không phải hàng chợ đâu các chị nhá. Không phải chị nào mà mặc vừa size 25 mà mặc vừa size 25 mua 27 mà cũng vừa đâu nhá. Hàng nhà em là đúng đánh đúng size đúng số nha các chị nhá. Chờ lấy cái quần bò này thì comment cho em chiều cao và cân nặng nhá. Chiều cao và cân nặng nha, em sẽ tư vấn lấy số cho các chị nhá. Mờ. Mờ lên người ta đi ra hết rồi. Mờ quá chắc lên người ta đi ra hết rồi. Vé nha các chị nha. Vé nha các chị ơi. Đi ra đây. Đây mình cho chú xem nào. Vé nha các chị nhá. Vé này sale 50k nha các chị nhá. Vé sale 50k nhá. Chị nào lấy cái vé này thì con mình cho em vé con công nhá. Sale còn 50k thôi các chị nhá. Không bỏ lắm. Mở. Nên này thì nhìn như thế nào được. Đẹp nè. Muốn mình xem các chị vào. Ba gò đi xem nào. À đây được rồi đây. Nét rồi đây. Nét chưa? Đấy, tắt cái tivi này nó bắt nó đỡ hơn. Đấy, đây là chân gần nhà mình rồi đó. Đi đi mẹ. Quần bò nha các chị nhá. Quần bò nha các chị nhá. Quần bò hàng hiệu nha, 500k sale còn 150k thôi các chị nhá. Quá là rẻ và đẹp nha các chị nhá. Quá là rẻ và đẹp nhá. Quần nhà em đúng size đúng số nha các chị nhá. Quần chuyên bán. Quần chuyên bán trong các shop các chị nhá. Đánh số đánh size chuẩn luôn các chị nhá. Khi nào lấy quần bò thì comment cho em quần bò nhá. Quần bò kèm cân nặng và chiều cao nhá. Kèm cân nặng và chiều cao nhá các chị nhá. Chị nào lấy quần bò thì kèm cân nặng và chiều cao nhá. Quần cực chất nha các chị nhá. Quần cực chất nhá. Quần nhà em có 4 kiểu nhá các chị nhá. Em chỉ lấy màu xanh nhạt và xanh đậm hơn một chút thôi các chị nhá. Quần quần màu xanh này nó không bao giờ hết mốt các chị nha, nó đi theo thời đại nhá, không phải đen với trắng theo mốt đâu các chị nha. Quần xanh này là lúc nào mặc được các chị nha, không phải những cái quần thêu hoa đâu. Thêu hoa thì nó sẽ thêu, nó sẽ có thời gian mốt và không nhá, chứ những cái quần này á mặc mốt theo thời gian nhá các chị nha. Chị nào lấy quần, chị nào lấy quần này thì comment quần nhá. Các chị lấy quần này thì comment quần cho em nhá. Các chị lấy quần thì comment quần bó nhá. Comment chiều cao và cân nặng cho em nhá các chị nhá. Comment cho em chiều cao cân nặng nha, em sẽ tư vấn lấy số cho các chị nhá. Áo nhá, áo trơn nhá các chị nhá, màu ghi xám nhá. Màu ghi xám nhá các chị nhá. Áo trơn màu ghi xám nhá. Chị nào lấy áo trơn màu ghi xám này thì comment xám cho em nhá. Mặc áo trơn màu xám này rất là nhẹ nhàng nhá. Chị nào lấy cái xám này thì comment xám cho em nhá. Con mình màu xám nhá. Áo chữ lớp nha các chị nhá. Áo chữ lớp. Chị nào lấy áo chữ lớp này thì con mình chữ lớp cho em nhá. Mấy lần không ạ? Mấy lần cho xem đi. Áo chữ lớp nhá. Cái này có các trang hộ nào để chia sẻ không? Không, mình chia sẻ đây rồi. Mình bảo đảm xem. Mình chia sẻ đây. Áo chữ lớp nha các chị nhá. Áo chữ lớp nhá. Chị nào lấy cái áo chữ lớp này thì comment đen cho em nhá. Áo vàng nhá các chị nhá. Áo vàng nhá. Chị nào lấy cái vàng này thì comment vàng cho em nhá. Chỉ 50k một áo thôi các chị nhá. 50k một áo nhá. Chị nào lấy cái áo em đang mặc tay lỡ này không ạ? Áo em đang mặc tay lỡ này thì comment hồng hoa cho em nhá. Áo em đang mặc tay lỡ thì comment hồng hoa cho em nhá. Áo hồng hoa tay lỡ nha các chị nhá.
Chị nào lấy thì comment chữ hồng, comment hồng hoa nhá. Áo này hoa này không phải thêu các chị nhá. Hoa này là máy vào kiểu 3D nhá các chị nhá. Hoa máy nhá các chị nhá. Màu xanh ngọc nhá các chị nhá. Màu xanh ngọc. Chị nào lấy áo màu xanh ngọc này thì comment xanh ngọc cho em nhá. Mặc những áo này rất là tươi trẻ và mát nhá. Chị nào lấy cái màu này thì comment xanh ngọc cho em nhá. Mặc áo này cực kỳ mát nhá. Áo xanh nhá các chị nhá. Áo xanh nhá. Áo xanh nhá, chị nào lấy áo xanh thì comment xanh cho em nhá. Chị nào lấy cái xanh này thì comment xanh cho em nhá. Có một chiếc quần đùi các ngàn, chị nào lấy cái này thì sale 35k nhá. Áo phông đồng giá 50k nhá các chị nhá. Quần bò mặc cực chất nhá. Chất ngang nước cắt nhá các chị nhá. Quần bò mặc cực chất nhá. Quần bò mặc cực chất 500k sale còn 150k thôi các chị nhá. Quần cực chất nhá các chị nhá. Nhìn không đã thấy chất rồi các chị ơi. Đẹp từng đường kim mũi chỉ nhá. Chị nào lấy quần bò bên nhà em thì biết là rất là đẹp nhá. Chị nào lấy quần bò thì comment chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn lấy size lấy số cho các chị nhá. Quần bò hàng bán trong shop nha các chị nhá. Hàng bán trong shop nha. Quần bò hàng bán trong shop nha các chị nhá. Lên số, size số nhà em đánh rất là chuẩn nhá. Không phải như quần bò ngoài chợ các chị mặc size 25 mua 27 vẫn mặc vừa nha các chị nhá. Quần này size đánh số rất là chuẩn nhá. Nó là quần bò chuyên bán trong shop nhá. Size số rất là chuẩn nhá. Chị nào lấy quần bò thì comment chiều cao cân nặng nhá. Comment chiều cao cân nặng cho em nhá. Em sẽ tư vấn lấy số cho các chị yêu nhá. Có mình chiều cao cân nặng. Cái lô quần bò này nữa. Có hai màu nha các chị nha. Có màu xanh đậm và màu xanh nhạt hơn chút nha các chị nhá. Mặc cái màu này thì phải nói là chất nhất gây các chị này. Mặc quần này chất nhất gây nhá. Trong lai không biết màu nó có chuẩn như ở ngoài không. Chắc cũng chuẩn. Chị nào lấy quần bò thì comment quần bò nhá. Comment chiều cao cân nặng cho em các chị nha. Đơn hàng 200k ship shop B nhá. Mua qua shop B sẽ free ship nha các chị yêu nhá. Áo nhá, áo đỏ cam nhá các chị nhá. Cam đất nhá, cam đất nhá. Chị nào lấy cam đất lấy thì comment cam đất cho em nhá. Chị nào lấy cam mình comment cam đất nhá. 50k một áo thôi các chị nhá. Hàng lưu nhá các chị nhá. 50k một áo nhá, quá rẻ chứ không ạ. Áo nhà em chất co giãn thun thả nhá, cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Ai lấy áo hồng chữ này thì comment hồng cho em nhá. Ai lấy áo hồng thì comment hồng cho em nhá. Áo rất là đẹp nhá. Màu thì màu sắc lung linh nhá các chị nhá, màu sắc lung linh nhá. Chèo lấy cái này thì comment cho em. Chèo lấy cái vàng này comment vàng cho em nhá. Các chị lấy vàng thì comment vàng cho em các chị nhá. Các chị lấy vàng thì comment vàng cho em nhá. Chị nào lấy vàng thì comment vàng nha. Xanh ngọc nha các chị nha, xanh ngọc nha. Chị nào lấy xanh ngọc này thì comment xanh ngọc cho em nha. Áo đen nha các chị nha. Áo đen nha, chị nào lấy cái đen này thì comment đen nha. Đen nha. Váy nha các chị nha. Váy áo zoom đồng bộ 50k thôi các chị nha. Quá rẻ luôn. Áo zoom váy đồng bộ 50k nha các chị nha. Áo váy nhá các chị nhá. Váy đây nhá, đây là váy nhá, 53 cân đổ lại mặc vừa nhá. Váy con công nhá, phối đỏ đô đằng sau nhá. Phối đỏ đô nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái váy con công này 50k thì comment váy con công cho em nhá. Nó là váy xuông hơi chữ A một chút thôi các chị nhá. Váy xuông hơi chữ A một chút. Chị nào lấy váy con công thì comment váy con công cho em nhá. Trắng nhá các chị nhá. Trắng nhá. Chị nào lấy cái trắng này 70 cân đổ lại vẫn mặc vừa các chị nhá. Trắng này 70 cân vẫn mặc vừa nhá. Chị nào lấy cái trắng này thì comment trắng cho em nhá. Lót hết áo. Bài lót.
màu màu ghi nhá, màu ghi nhá. Ơ có một ai cứ xem suốt từ đầu đi nhỉ, giờ thì ra rồi. Màu ghi nhá các chị nhá, màu ghi nhá, chị nào lấy cái màu ghi này thì comment màu ghi cho em nhá. Mặc nhẹ nhàng nhá các chị nhá, mặc nhẹ nhàng nhá, chị nào thích nhẹ nhàng thì lấy màu ghi này cho em nhá, comment ghi cho em nhá. Xanh nhá các chị nhá. Sao cái lề lại không tới chia sẻ nữa? Ê, làm sao mà mình tự chia sẻ được? Em chia sẻ vào đây rồi. Đây, chia sẻ với cái thằng nhất này. Chia sẻ rồi. Vừa chia sẻ rồi. Trẻ chia sẻ là vào nhóm là nhỉ? Kiểu mày này nè. Chắc là không có chức năng đấy. Nó là bản thân mà. Không như chúng nó vẫn chia sẻ được chứ. Màu xanh nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái màu xanh này nhá, màu xanh nhá, áo phông kiểu nhá các chị nhá. Áo phông kiểu nhá. Áo phông kiểu nhá. Chị nào lấy áo phông kiểu này thì comment phông kiểu cho em nhá. Chị nào lấy phông kiểu này thì comment phông kiểu cho em nhá. Chị nào lấy phông kiểu này comment phông kiểu cho em nhá. Xanh nhá các chị nhá, áo xanh nhá các chị nhá. Áo xanh mặc lên xinh nhá lắm các chị nhá. Mặc lên rất là xinh nhá các chị nhá. Áo này mặc lên tôn da nhá, màu xanh nhá, màu xanh cây chính hãng nhá. Chị nào lấy cái xanh này thì comment xanh cho em nhá. Chị nào lấy cái xanh thì comment xanh cho em nhá các chị ơi. Màu vàng chanh nhá. Màu vàng chanh nhá. Chị nào lấy cái vàng chanh này trễ vai nhá, hàng trễ vai nhá các chị nhá. Hàng trễ vai nhá. Trễ vai nhá, lửa kín nửa hở nhá, mặc rất là xinh nhá. Chị nào lấy cái trễ vai này thì comment trễ vai cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái trễ vai này comment trễ vai cho em nhá. Xanh nhá các chị nhá. Màu xanh áo 3D nhá, áo 3D nhá. 50k một chiếc thôi nhá các chị nhá, 50k một chiếc thôi. Quá là rẻ nhá. Chị nào lấy cái 3D này thì comment 3D cho em nhá. Chào chị Lan Ngọc nhá. Áo đồng giá 50k nhá. 50k nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái áo này này thì comment xanh 3D cho em nhá. Chị nào lấy thì comment xanh 3D cho em nhá. Áo 3D nhá các chị nhá. Áo đồng giá 50k thôi các chị nhá. Quá rẻ nhá các chị nhá. Áo baby doll nhá các chị nhá, baby doll nhá, bầu bì bon chen thoải mái nhá các chị nhá. Baby doll nhá, ai lấy baby doll kẻ này thì comment baby doll kẻ cho em nhá. Bầu bì bon chen thoải mái nhá các chị nhá. Còn duy nhất một chiếc này thôi các chị nhá. Còn duy nhất một chiếc này nhá. Còn duy nhất một chiếc áo trễ vai này các chị nhá, trễ vai nhá. Còn duy nhất một chiếc áo trễ vai các chị hình dung ra chưa ạ? Đây là dây ở vai các chị nhá. Chiều lấy cái trễ vai này thì comment trễ vai cho em nhá. Comment trắng nhá các chị nhá. Chiều lấy trễ vai trắng thì comment trắng cho em nhá. Lâu nhá các chị nhá. Lâu nhá. Chiều lấy cái lâu này thì comment lâu cho em nhá. Chiều lấy lâu thì comment lâu cho em nhá. Lâu nhá các chị nhá. Quần bò đây các chị nhá. Quần bò nhá. Shop bán 4-500k nhá. Nhà em chỉ sell còn 150k nhá. Nhà em bán 150k nhá. Mặc lên cực chất nhá các chị nhá. Đẹp từng đường kim mũi chỉ nhá các chị nhá. Nhận hàng thì phải nói là ok luôn các chị nhá. Ai lấy quần bò đây thì comment chiều cao và cân nặng em sẽ lấy size lấy số nhá các chị nhá. Quần bò nhá, mặc lên chất nhá, lướt cắt nhá các chị nhá. Quần bò này nó rách cả tơi tí, dành cho chị nào chơi chơi tí nhá. Đấy là rách gấu này các chị nhá. Rách gấu nhá. Chị nào lấy cái quần bò này thì comment chiều cao và cân nặng em sẽ lấy số cho các chị nhá. Comment chiều cao và cân nặng sẽ lấy số cho các chị nhá. Đẹp lung linh nhá, đẹp lồng lộn luôn các chị nhá. Quần bò nhá các chị nhá, quần bò nhà em là quần bò bán chuyên để bán trong shop nhá các chị nhá. Size số người ta đánh chuẩn khỏi phải chỉnh luôn các chị nhá. Size số chuẩn khỏi phải chỉnh nhá. Thế nên các chị cứ comment chiều cao và cân nặng cho em nhá. Comment chiều cao và cân nặng cho em thì em sẽ tư vấn cho chị lấy size nhá các chị nhá. Bò mới
Xin chào chị Bo Nguyễn nha chị nha. Xin chào chị Bo Nguyễn nha. Quần bò bên nhà em sale còn 150k nha các chị nha. Chất co giãn nhá. Là hàng chuyên bán trong shop các chị nha. Hàng chuyên bán trong shop nhá. Người ta đánh size đánh số rất là chuẩn nha các chị nhá. Đánh size đánh số rất là chuẩn nhá. Chị nào lấy quần bò thì comment chiều cao và cân nặng cho em nhá. Quần bò này loại này nó dành cho chị làm nghịch nghịch chơi chơi tí nhá, vì nó rách rách gấu ống chân nha các chị nhá. Quần này rách gấu ống chân nhá. Chị nào chơi chơi nghịch nghịch thì là lấy cái quần bò này nhá. Quần bò cực kỳ chất nha các chị nhá. Chuyên bán hàng trong shop nha các chị nhá. Size số ấy chuẩn phải chỉnh nha các chị nhá. Size số rất là chuẩn nha các chị nhá. Nhìn không đã thấy chất nha, nước cắt của các chị nhá. Đây là loại loại rách ở chân nha các chị nhá. Loại này xanh đậm hơn chút các chị nhá. Xanh đậm hơn nha và rách ít hơn nha các chị nhá. Xanh đậm và rách ít hơn nhá các chị nhá. Chị nào lấy quần bò này sale còn 150k thôi các chị nhá. Quá là rẻ nha các chị nhá. Còn 150k nhá các chị, không mua đâu được cái quần bò chất đẹp như này mà giá 150k đâu các chị ạ. Số size thì gọi là chuẩn phải bán luôn các chị nhá. Số size rất là chỉnh nhá, phải mặc vào thì người ta phải mặc vào. Chị ơi, quần nó đẹp thì này mặc vào còn người lọ người kia ấy chị. Mặc vào còn người lọ người kia ấy. Đương nhiên là các khách sẽ nhiều người về mặc sẽ mặc chất hơn em, đẹp hơn em. Vì phẩm giá của em nó không không được đẹp như nhiều chị mua hàng của em nhá. Chị nhá, hôm qua có khách lấy liền 4-5 cái về mặc nhá. Vì rất người ta rất ưng nhá, người ta đến tận nhà lấy nhá chị nhá. Đến tận nhà lấy và người ta rất ưng nhá. Quần rất là đẹp nhá chị nhá. Em không mặc thử em dơ lên các chị comment chiều cao và cân nặng dơ lên là thấy nó chất lắm thôi các chị này. Các chị comment chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn cho các chị lấy size lấy số nhá các chị nhá. Em sẽ không mặc thử đâu các chị ơi. Dơ lên vì nó quá đẹp rồi các chị nhá. Quá đẹp rồi nên em không mặc thử nhá. Quần này lại rách nhiều hơn chút nhá các chị nhá. Quần này rách nhiều hơn chút các chị nhá. Quần này rách nhiều hơn một chút và màu sáng hơn các chị nha, màu sáng hơn màu kia nhá. Màu nhà em sẽ có rất nhiều màu nhá. Xanh đậm, xanh nhạt nha các chị nhá. Em chỉ lấy mặc lấy màu xanh nhá. Quần nó hợp thời trang với các loại thời nha các chị nhá. Thời trang với các loại thời nhá. Phải mặc bò Nguyễn. Lợn thế đó. Người xem này thì nghỉ ngơi gì? Người xem này toàn người nhà, người đi làm mà chẳng là không xem. Đọc một cái quần em có biết sai bao nhiêu đây? Xem ở ngoài ra mắt vào đây. Này 26 còn sai 26 mấy ngày sao? Nó bảo là có 26 với 28 thôi mà. Tận hơn 10 cái. Hơn 10 cái nhá. Áo phông nhá, áo phông áo kiểu nhá các chị yêu nhá. Áo phông áo kiểu nhá. Còn duy nhất ui giời, áo này phải đi. Ui giời. Quá nhỏ nhé, đâu có bẩn này. Quá bóc ra sạch lắm. Quá bóc ra sạch mà. Áo kiểu nha các tình yêu nha. Baby doll nha các chị nha. Đây này đằng trước. Giời, ai mặc đằng sau lấy cổ được cái này mặc đằng sau không? Baby doll nha các chị nha. Baby doll nha. Chị nào lấy cái baby doll này thì comment cho em nhá. Còn duy nhất một cái màu xanh nhạt lõn chuối này các chị nhá. Còn duy nhất một màu xanh nhạt lõn chuối nhá. Áo này 55-60 cân đổ lại vẫn mặc vừa nhá các chị nhá. Form rộng nhá các chị nhá. 55 cân đổ lại vẫn mặc vừa nhá. Chị nào lấy cái này thì comment cho em baby doll lõn chuối nhá các chị nhá. Màu là xanh xanh nhá các chị nhá.
Cái này đi giặt bẩn quá, quá nhặt nhét vào đâu. Còn wow. Mỗi bà xuống xem hàng lúc gặp rồi bà đạp lên bà xem được một gì. Gặp xong rồi thì gặp chơi. Để bừa thì này người nhỏ nhỏ mặc đẹp đọc thông đẹp này. Chào các chị nha, chào các chị đang xem nhá. Em còn một chiếc trắng dài tay thun thái nha các chị nhá. Chiếc này á, đây là vải thun thái nha các chị nhá, vải thun thái nhá, rất là đẹp nha các chị yêu nhá, vải thun thái nha các chị nhá. Còn duy nhất một chiếc dài tay này, vải cực kỳ xịn nha các chị nhá, vải thun thái nhá, vải thái nhập từ Thái Lan, nhập từ Thái Lan về các chị nhá. Chị nào lấy chiếc áo trắng dài tay này nhá, áo này đóng thùng mấy quần bò, quần âu, váy, chân váy đều đẹp lắm các chị nhá. À lấy cái trắng này, em sale lốt cái trắng này còn, sale lốt cái trắng này 35k nhá. Chị nào lấy cái trắng này thì comment trắng cho em nhá. Chị nào lấy trắng nhá, còn duy nhất một chiếc này em sale 35k nhá. Chị nào lấy cái trắng này thì comment trắng cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy trắng thì comment trắng nhá. Quần bò nhá các chị nhá, quần bò hàng hiệu nhá, shop bán 4-500k nhá, shop bán 4-500k nhá, nhà em sale còn 150k nhá. Quần cực chất nhá các chị nhá, quần bò cực chất nhá, co giãn nhá, chuẩn không phải chỉnh nhá, từng đường kim mũi chỉ nhá các chị nhá, từng đường kim mũi chỉ nhá các chị nhá, chuẩn không phải chỉnh nhá các chị nhá, size đánh thì chuẩn luôn các chị nhá. Đó là quần chuyên bán trong shop thì lên size người ta đánh rất là chuẩn các chị ạ. Các chị chỉ cần comment chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy số cho các chị nhá. Chị nào lấy cái quần xước xước nhẹ nhẹ này thì ok em nhá. Comment chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy số nhá các chị nhá. Quần này nhá các chị nhá, quần xanh nhá các chị nhá. Quần xanh nhá. Nhà em có xanh đậm và xanh nhạt hơn một chút nhá các chị nhá. Em chỉ lấy mấy những cái màu thời trang không bao giờ hết mốt thôi các chị nhá, không lấy màu đen, màu đỏ, màu trắng nhá các chị nhá. Lấy màu xanh này là màu của thời trang không bao giờ hết mốt nhá. Các chị mua quần theo quần in nhá các chị nhá, được một dạo hết mốt luôn các chị nhá. Như cái quần này mặc suốt đời không hết mốt nhá các chị nhá, mặc suốt đời không hết mốt. Ai lấy cái xanh này thì comment chiều cao cân nặng nhá. Đây là xanh hơi đậm chút các chị yêu nhá. Xanh hơi đậm chút nhá. Em có màu xanh nhạt nhạt hơn nhá các chị nhá. Có màu xanh nhạt nhạt hơn nhá. Comment chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy số nhá các chị nhá. Comment chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy số cho các chị nhá. Màu xanh nhá, xanh nhạt hơn nhá. Mặc lên nó form quần chất như nước cất nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái quần bò này sale 150k thôi các chị nhá, size số chuẩn luôn các chị nhá. Size số chuẩn luôn nhá. Comment chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy số cho các chị nhá. Chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy số cho các chị yêu nhá. Chị nào lấy quần này thì comment cho em chiều cao và cân nặng nhá. Comment chiều cao với cân nặng cho em nhá. Còn duy nhất một chiếc nha các chị nha. Còn duy nhất một chiếc trắng thôi nha. Còn duy nhất một chiếc trắng nha. Còn duy nhất một chiếc trắng nha. Chị nào lấy chiếc trắng này, đó là hàng chế vai nha các chị nha. Hàng chế vai nha. Đây các chị hình dung ra dáng áo chưa? Đây là chỗ vai nhá. Chị nào lấy cái trắng này thì comment trắng cho em nhá. 50k quá rẻ nha các chị nhá. Chỉ 50k một áo thôi nhá các chị nha. 50k một áo nhá, quá rẻ nha các chị nhá. Chị nào lấy thì comment màu nhá. Màu kèm số điện thoại cho em nhá. Baby doll nhá các chị nhá. Baby doll nhá, bầu bí bon chen thoải mái nhá các chị nhá. Đó là dáng xe ở dưới nhá. Chị nào lấy cái baby doll này thì comment cho em kẻ nhá các chị nhá. Chị nào lấy baby doll thì comment kẻ nhá. Màu xanh đây các chị này. Màu xanh nhá các chị nhá. Màu xanh 3D nhá. Lại đi hết rồi. Màu xanh 3D nhá. Chị nào lấy cái màu xanh 3D này thì comment cho em 3D nhá. Quả lại giờ lấy mà.